Bitcoin vẫn giữ được trên cái mốc 30.000 thì uh, những cái dấu hiệu dài hạn đó, tăng vẫn còn các bạn nhé uh, Thứ nhất là những cái dấu hiệu về những cái mô hình dài hạn ấy Sóng dài hạn thì nó vẫn còn Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn ở đây này uh, Đó đầu tiên ấy, nó là một cái mô hình vai đầu vai Đây là thầy đang sử dụng trên không tuần nha các bạn nhé Thì cái mô hình này thì nó cũng chạy sóng khá là lâu rồi uh, Đầu tiên thì nó tạo ra một cái vai phải Ở cái vùng là 18-19 000 Sau đó nó test lại lên cái vùng 25 000 ở cái năm ngoái à, sau đó thì nó đi xuống đáy thấp nhất ở cái đầu này này là ngày là 15 16.000 nghìn tầm tháng 10 tháng 11 năm ngoái đúng không sau đó thì nó tạo ra một cái vai phải ở vùng giá là 19 20.000 sau đó thì nó bật lên vùng 31.000 nó retest lại cái đường viền cổ ở vùng 25.000 và nếu mà bạn nào học về phân tích kỹ thuật thì, thì target của cái mô hình vai đầu vai này là vùng 40.000 à, bây giờ thì chúng ta sẽ xem là một cái mô hình tăng trưởng nữa thì đây gọi là mô hình cup handle hay còn gọi là mô hình vai đầu vai nếu mà theo cái mô hình vai đầu vai này thì Bitcoin đã, đã mất rất nhiều thời gian để tích lũy trong một cái 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 cấp này các bạn này. Sau đó thì nó mất 3 tháng để tạo ra được một cái cái tay cầm. Và hiện giờ thì anh chị em nhìn thấy là cái tuần trước ấy thì Bitcoin đã có một cây nến vượt qua được cái cái tay cầm. Và nếu mà đi theo cái mô hình cốc tay cầm này thì Bitcoin sẽ lên tận là 48k. Và ở đây thì có một cái um, target nữa uh, mà chúng ta hay dùng ấy mà những người mà theo uh, Uh, phân tích kỹ thuật hay dùng ấy đó là uh, 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 Fibonacci những cái mức hồi quy của Fibonacci nếu mà chúng ta chúng ta tính từ uh, đỉnh sóng là 69.000 và cái chân sóng là cái vùng 15.000 thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, Bitcoin nó đang là um, sau khi tạo đáy ở vùng 15 16.000 nó lên cái vùng là À, uh, mức Fibonacci 23.6 23. ở mức 28.000 và ngày hôm tuần trước ấy, Bitcoin đã có một cây nến là dạo À, nó cắt luôn qua cái vùng 28 28.000 tức là mức Fibonacci uh, 23.6 và cái ta target tiếp theo các bạn là vùng 36k là mức Fibonacci 0.382 và mức tiếp theo là 0.5 và 0.618. Nếu mà 0.5 ấy thì Bitcoin sẽ lên 42.000 và nếu mà 0.618 Bitcoin sẽ lên vùng 48 và 50.000. Ở à, ở đây thì à nó sẽ có thể giống theo cái kịch bản của năm 2019. Cũng thế Bitcoin nó sẽ đã lên cái vùng là uh, 19 20.000 vào năm 2017, sau đó nó về cái mức đáy thấp nhất là vùng 3.000, sau đó thì nó lên uh, các cái mốc là Fibonacci 236 này, mức 7.000 này, uh, 382 là mức 9.000 này, uh, Mốc 0.511.000 này, uh, 0.618 là mức 10, uh, 13 14.000, sau đó nó 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 retest và tạo ra một cái uh, một cái uh, À, ở vùng tích lũy trước khi hà vinh đấy này đấy là những cái mốc đúng không đó à, và khi mà bitcoin nó test vào cái đường chen line các bạn này nó test vào cái đường chen line này thì đây là một cái đường chen line màu vàng này đây là vùng 15 16 này à, 18 19 này vùng 25 này khi nó nó test vùng này thường là bitcoin nó sẽ lên độ khoảng hơn 50 phần trăm nếu bitcoin lên được hơn 50 phần trăm ấy thì bitcoin nó sẽ lên đâu đó là có thể là cái vùng ở à, 3 năm này đến 40.000. Thì đấy là những cái uh, uh, view uh, về về uh, tăng trưởng của Bitcoin. Thì thầy vẫn nghĩ rằng là Bitcoin hiện tại nó đang cần tích lũy, có thể nó test về cái vùng 29 29k hoặc là thấp hơn đấy các bạn ạ. Dưới 29k trước khi nó lên được cái vùng là ba mấy ba 32 hoặc cái 35